con mang đi, con mang cho bé bé đi. Trời, cái đầu bé ướt nhẹp mà không chịu gì đi. Anh nội sao bé không nổi? Lên bé lên giường lau cho nó khô đi kìa. Em bé đó tên gì vậy hả? Em ăn chơi rồi. Em bé vào tình tên gì vậy? Nằm gối nữa, nằm gối hồi ướt gối mẹ sao? Okay. Cái béo con tình tên gì vậy? Hả? Mà chả. À nó tên gì vậy con? Mà chả. Đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Nó mà chả. Nó mà chả là làm gì nữa? Mà chả. Chả chả. Where are you going? Thì bằng áo đó hả? Sao vừa? That's big. Cái nó bự quá tình ơi. Trời ơi, con làm cái nghẹt thở bé mà bự. Mà chả. Đấy, bằng áo. Bằng áo chứ hả? Mới bằng tả sao hả? Trời ơi, ẩm em bé ghê vậy. Ông sẽ mặc bộ áo. Hả? Ông không mặc bộ áo. Mang đi tập mang đi, mới tập mang. Mami. Sao mẹ sao? Ông không mang mà tả. Ông con mang tả bé đi. Bơ rồi. Bơ không nổi gì, bé chiếu mà con làm không nổi thì con còn làm gì nổi nữa. Thôi có cho nó mang tả nó không có tè đâu. Ai em muốn ăn tả? Nó muốn đi. Nó bồi. Nó muốn bồi. Nó bồi. Nó muốn bồi. Thì làm gì nó bận quần đó hả? Sao nhiều quá vậy? Nó chiếu mà con cho nó cái quần bự quá vậy? Bận quần rồi bận ăn tả, bận áo nữa. Hỏi Út á, Út có cái áo của nó đó, còn cái áo nhỏ nhỏ đó. Thank you.
À, để bé này để mẹ ôm con nè, hôn cái coi. Để bé này đi, để mẹ ẵm con nè. Đúng. Come here. Để mơ trả. Thôi em bé mà đâu có lâu còn mang tả là khỏi út đi. Để mẹ ôm hôn Alton nè. Alton. Tên à? Đúng. Giờ chơi mi. Để bơ bùi. Ôi mẹ nó kể mẹ ơi mẹ hung con nè. Ướt nhẹp à tình á. Đồ ướt quá à, đến giường hư ướt giường hết mẹ à. Thôi được rồi, đi ẵm lại để mẹ ôm con nè. Lao nữa, thôi khỏi đi, nãy con tắm nó nhiều quá nó ướt. Có làm rết mẹ dơ không vậy? Nó ướt rồi đấy chơi. Nó xà dựng, nó xà. Ông bắt bùi đồ. Đồ gì vậy? Tôi chơi con dẹp lại chưa? À bùi xì dì. Nè bùi xì. What are you doing? Where are you going? Chú làm gì nữa? I đúng đầu quá, từ từ thôi, từ từ thôi.